Xin chào các bạn quay lại channel Triển lãm Cuộc Sống Mỹ ha. Hôm nay thì mình đi viếng chùa, mà trên đường đi thì mình ở vùng nông thôn này nhá, mình có thấy một cái bảng hiệu đề garage sale, nhưng mà bên trong là người ta dọn đồ ra, người ta bán cho hết. Thì căn nhà là bán nha các bạn, căn nhà này là bán á. Căn nhà này nằm ở Gilroy, vùng nông thôn nước Mỹ. Căn nhà này, địa chỉ căn nhà này á, là một cái hộp thư á các bạn, là cái địa chỉ 11925 đường Avenue, thành phố Gilroy ở vùng nông thôn nha các bạn. Thì trên tay của mình á, mình có check cái căn nhà này nha các bạn. Thì căn nhà này á, là định giá hiện giờ á, là 1.135.000, nhưng mà căn nhà này có một đầy chủ thôi, là năm 1988 á. 1988 là căn nhà này 235.000. Bây giờ mình vô bên trong căn nhà nha các bạn. Này người ta dọn đi, người ta bán á. Bây giờ người ta đăng lên, người ta bán hết luôn. Nhà này người ta dọn đi. Bên trong căn nhà của người Mỹ, người này người Mỹ luôn. Khu này nhà bếp. Do not enter. Không được đi vô. Ở đây là phòng khách nè các bạn. Căn nhà này là người ta bán á. Hồi nãy giờ mình đứng ở ngoài mình lo mình mua đồ không, mình không biết cái này là người ta bán á các bạn, dọn người ta bán á. Dọn đi á. Thảm. Phòng khách, phòng sinh hoạt. Đi sao đi à? Đi move in? Yes, we're moving. We're selling the house. My dad passed away. Oh, yeah. So, getting rid of everything and then hopefully selling it in about a month. Yeah. Right. I walk around, I just, this is a garage sale, and then I come to inside. I know this is, I think this is a house sale. Yeah, it is. Yeah. This is how much they sell it? We don't know how much to sell it for. Oh, we don't know yet. Once we get everything out, we'll clean it and then get somebody to tell us. Okay. Hey, you know what? We could probably let's move that thing out there next. That's what? The little table. What do you think? I'm just trying to get everything. Yeah. Because I saw somebody. Căn nhà này. Cha của người chủ nhà mất á, nên người ta muốn bán căn nhà này. Thank you. Yeah, on the stack wall on the table. Good. Yeah. It was for sale too. $2. Cái này một cái là 3 đồng tùy cái mặt hàng nha các bạn. Người Mỹ người ta vui lắm, người ta năng động, người ta vui tính lắm. Mình cần cái gì hép là người ta giúp mình hết. Đây là phòng sinh hoạt, phòng khách á. Kỳ căn nhà người ta bán á, người ta để đồ tùm lum tá lạ hết. Căn nhà này cũng không có to lắm, nhưng mà căn nhà này đất rất là rộng. Mấy cái phòng ngủ á, là người ta để do not enter, cho nên mình không có được vô, mình chỉ phải phòng khách, nhà bếp. Với lại cái gara là chỗ đậu xe thôi. Nếu mà căn nhà này mua lại á, là phải sửa hoàn toàn luôn. Ghế massage là 350. Này là cái này là tủ đông đá.
trống rỗng luôn, mà không còn gì trống. Ồ, cái tủ này 45 đô nữa, quá rẻ. Rẻ lắm các bạn. Này cabinet, tiếng Mỹ là cabinet, là mấy cái tủ để bỏ cái gì cần thiết vô, chẳng hạn như chén. Queenie dàn cabinet luôn. Và đây là gara này các bạn. Này bên hông nhà. Mình đi một đoạn ra sau hè nha. Đất rộng lắm. Nhà thì căn nhà này không có đẹp, cũng không to lắm, nhưng mà đất rất là rộng. Ồ, sau lưng có cái kho nữa nè các bạn. Nhà đó đỏ là cái kho á. Đất rộng lắm. Cây này như là cây ô liu á. Không, căn nhà này nếu mình đi ra sau hè mình thấy bự các bạn, rộng quá. Bự nhà này cũ rồi. Nhưng mà căn nhà này nãy nói chuyện người nước ngoài á, là ba của người đó mắc á, không biết là mắc ở trong nhà hay là mắc trong bệnh viện, cho nên người ta bán căn nhà này mà giá thì chưa biết bao nhiêu á. Một chút nữa mình ra mình coi cái địa chỉ, cái mình coi căn nhà này là giá hiện thời là bao nhiêu. Thường á, nhà mà có người mắc ở trong nhà bán khó lắm, dễ bị ép giá lắm các bạn. Người ta gọi là ép giá, tiếng Việt mình á, rất là khó bán, để bán được giá khó lắm. Đúng là nhà bán nên bán đủ thứ luôn. Mấy cái ly này có 10 sen một cái thôi. 10 sen đó là 10 lần của 10 sen đó là 1 đô. Quá rẻ. Yeah, 10 sen. 10 sen thì không làm được gì hết, nhưng mà mua được cái chén. Mỗi thứ này là 10 sen đó các bạn. 10 lần của 10 sen là 1 đô. Cái này dành cho người tàn tật ngồi nè, sức khỏe yếu á, để đi vệ sinh. Thường mấy cái đồ trong đây bán 1-2 đô nhiều, 4 đô, 5 đô thôi. Hôm nay là phụ nữ đi không à. Mấy phụ nữ mà khoảng 40-50 tuổi trung niên á các bạn. Men, cái này là cái gì mình cũng không biết luôn. Này về điện nè, ổ điện, đèn pin.
sumo. Okay, good. I know that we're leaving without him. If you were in the catering business, let's say they left the salt in it. Giá một cành. Đo nhiệt độ, tô, fish, con cá. Cái này để đổ sân xa đẹp. À, đi chùa mà quay trên đường đi, quay vô gara sale luôn. Ra ra là cái này các bạn mở cửa chỗ đậu xe, người ta mở cửa lên người ta bán các bạn trước mặt mình á. Rồi bán muỗng, nĩa, nói chung là đồ cũ. Mấy cái này là tiêu rắc rắc. Yeah, tiêu còn trong đây luôn các bạn. Chảo này là nồi áp suất lô khúc. Rồi ly chén này, bình giữ nước nóng nữa bạn. Trong đây chỉ có gia đình mình người Việt Nam thôi, còn như người ngoại quốc không à. Rán mùng mền. Cái này á là để rượu nè, rẻ đó, có $4 nè, quá rẻ luôn bạn. Để mấy chai rượu á. Để mấy chai rượu á. À, thỉnh thoảng gara sale cũng có để bán xe nữa các bạn. Chủ nhà người ta đăng lên bán xe luôn. Cái này là xe dành cho những người yếu á, giống như người tàn tật á. Đây là món máy xay tiêu, xay cái trái cây cũng được đó. Ồ, quá rẻ luôn à, có $5 à. Cái này bình thường là cũng khoảng 19-20 đô trở lên, có $5 à. Này mình xay tiêu cũng được nữa nè, xay trái cây, xay sinh tố luôn. Vô đây mình mua món nào á là mình phải rinh trên tay mình món đó nha, để không á người khác vô người ta rinh nữa nha. Ở trong này không có xí món nào của mình á, mình thích món nào là phải cầm trên người món đó. Cái này lò nướng bánh mì sandwich. Này để lộng hình nha các bạn. Xuống đây là người Mỹ không nha các bạn. Có thể là người châu Âu, người Mexico, người châu Á mình hiếm lắm, ít lắm. Có gara là cái chỗ đậu xe người ta mở cửa lên người ta bán trước gara. Đây là cần câu cá. Gara sale là bán đủ thứ nha các bạn, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, đồ cũ xài rồi, cưa, búa, liềm, máy cắt cỏ đồ nữa. Thường gara sale bán mùa hè nhiều, đi gara sale vui lắm. Thỉnh thoảng nhiều khi mình cần những cái món của nhà mình á, mình vô mua đi rất là rẻ. Búa. Mỏ lết.